chủ đề tiếp theo của chúng ta đó là về học bổng. Nghe rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Khi mà đi du học thì hầu như là tất cả mọi người đều sẽ nghĩ đến việc là mình sẽ tìm một cái học bổng nào đó để giúp cho mình trang trải cái chi phí trong quá trình du học. Tuy nhiên thì cái thời điểm mà mình đi du học thì hầu như là không có học bổng, đặc biệt là cho những bạn sinh viên mà sang bên Đức học chương trình cử nhân đó, mà có thể có những cái học bổng của nhà nước, của chính phủ. Tuy nhiên thì hầu như là các bạn học xong các bạn phải cam kết về Việt Nam làm việc. Theo suy nghĩ của mình thì riêng cái việc là không phải đóng học phí cũng là một cái dạng học bổng của Đức, cái sự hỗ trợ của Đức dành cho sinh viên nước ngoài. Những cái học bổng thường có thì hầu hết là dành cho những sinh viên học bậc cao hơn như là học thạc sĩ hay là nghiên cứu sinh làm tiến sĩ, vân vân. Những cái học bổng này các bạn có thể tìm hiểu ở trên mạng và trang DAD nhá. DAD mình sẽ lưu ý cái đường link của các bạn ở dưới phần hộp thông tin miêu tả nhé. Các bạn có thể tìm hiểu ở đó, có rất là nhiều những cái học bổng. Bản thân mình thì khi mà sang Đức mình không có học bổng, mình hoàn toàn là do tự túc. Tuy nhiên thì sau khi mà mình học một học kỳ tại trường đại học Augsburg thì mình nhận được học bổng của trường. Nhận được học bổng của trường dành cho sinh viên nước ngoài có những thực tập tốt. Thực sự thì mình cũng không nhớ là mình đã đăng ký xin cái học bổng này từ bao giờ nữa. Mình chỉ nhận cái bức thư thông báo là mình được học bổng, được khoảng gần 400 euro một tháng. Và mình nhận được học bổng đó trong vòng 1 năm. Và tức là mình nhận trong một học kỳ, và trong học kỳ tiếp theo nếu như mà họ thấy cái kết quả học tập của mình vẫn tốt thì họ sẽ cho mình thêm, và mình nhận được cái học bổng đó trong khoảng 1 năm. Và cũng có một cái loại học bổng nữa mình nhận được, đó là một cái giải thưởng của DAD dành cho những cái sinh viên nước ngoài có thành tích học tập và thành tích hoạt động xã hội xuất sắc. Thì cái đó là cái học bổng mà mình không được được quyền ứng tuyển, mà nó là học bổng được đề nghị bởi một giảng viên hay là giáo sư của trường đại học của các bạn. Có rất nhiều loại học bổng và các bạn hãy lưu ý tìm hiểu ở trên, thứ nhất là ở trên những cái bảng thông báo của trường đại học của mình đó, ở trên trang web của trường mình, ở những sẽ có những cái Veranstaltung, những cái buổi hội thảo về học bổng trường nào cũng sẽ có. Các bạn hãy lưu ý, hãy tìm hiểu nhé, và các bạn hãy đến tham dự ở đó, các bạn sẽ nhận được cái thông tin về rất là nhiều những cái quỹ trao học bổng dành cho sinh viên học có thành tích học tập xuất sắc đó. Tuy nhiên thì những cái quỹ đó thì nó khá là khó để mà có thể chúng ta nhận được học bổng, bởi vì nó còn tùy thuộc vào cái ngành học của các bạn. Có những cái quỹ người ta ưu tiên sinh viên những cái ngành này, còn bản thân mình học về ngôn ngữ Đức và về giáo dục thì rất là khó để mà có thể nhận được học bổng của các quỹ học bổng như vậy. Và cái việc yếu tố quan trọng để các bạn xin được học bổng chính là cái thành tích học tập của các bạn. Nên là các bạn hãy cố gắng để mà mình đạt được những thành tích tốt nhất có thể. Thứ hai nữa là các bạn hãy tham gia nhiều nhất hoạt động xã hội. Các bạn hãy tìm hiểu ở trường đại học mà mình theo học. Đó, sẽ có rất là nhiều những cái project, những cái dự án xã hội và các bạn có thể đăng ký tham gia, và người ta rất là khuyến khích mình tham gia. Thậm chí là khi bạn tham gia cái dự án đó, các bạn có thể được tính điểm cho cái quá trình học của mình. Đó, những cái Leistung Punkte, những cái credit points nhá. Thì các bạn cũng sẽ có cái cơ hội được trải nghiệm nó những tất cả những cái lĩnh vực khác nhau. Mình có tham dự một cái dự án về truyền thông, một dự án tình nguyện ở trong một nhà trẻ. Rồi khi mà mình trong kỳ nghỉ hè, mình cũng tình nguyện tham gia dạy tiếng Đức cho những người nhập cư. Đó, tất cả những cái trải nghiệm công việc đó sẽ giúp ích cho các bạn một ngày nào đó trong tương lai, trong cái công việc mà các bạn sẽ làm trong tương lai. Tuy nhiên thì sau khi mà mình nhận được học bổng một năm đó thì mình suy nghĩ khác đi một chút, đó là mình không muốn nhận học bổng nữa. Tại vì mình nghĩ là dành học bổng đó cho những bạn cần hơn mình đó. Và mình quyết định là mình đi làm, và mình kiếm tiền bằng việc là mình đi làm khi mà mình đã có được một cái vốn kiến thức nhất định đó. Khi mà mình
đã đạt, ví dụ như là các bạn học xong khoảng 2 năm rồi, 2 năm đại học đó, thì các bạn thể đăng ký xin làm thực tập. Và làm thực tập thì có những nơi họ họ trả tiền cho mình. Còn tùy thuộc vào cái nơi mà các bạn xin, có những nơi thì nếu như mà các bạn làm dưới 6 tháng thì các bạn sẽ không nhận được tiền. Đó, thì nếu mà các bạn làm từ 6 tháng, làm 6 tháng thì các bạn sẽ được trả tiền. Số tiền đó còn tùy thuộc vào cái ngành của các bạn. Nếu như bạn học những cái ngành nó ngành kỹ thuật này, rồi kinh tế hay là cái gì đó, thì có thể số tiền các bạn nhận được nó sẽ nhiều hơn là cái ngành, ví dụ như ngành của mình về ngôn ngữ. Thì tất nhiên thì tiền là một cái yếu tố, còn một cái yếu tố khác nữa đó là việc các bạn có thể tích lũy được cho mình thật nhiều kinh nghiệm đó, và cũng sẽ làm đẹp cho cái hồ sơ của mình sau này khi bạn đi xin việc. Một cái điều nữa mình không thích lắm đối với việc là xin học bổng đó chính là các bạn có những cái quỹ họ yêu cầu mình là khi mà mình học xong mình phải cam kết quay trở về Việt Nam. Mình cảm thấy nó là cái sự bó buộc và mình không thích cái điều này lắm, nên là mình nghĩ rằng mình sẽ thay vì mình lấy học bổng thì mình sẽ đi làm. Mình đi làm để mình lấy được nhiều kinh nghiệm. Ngoài tiền ra thì mình còn lấy được rất là nhiều kinh nghiệm nữa. Cái đấy đối với mình là quan trọng. Với bản thân mình là như vậy. Còn đối với các bạn thì nếu như mà các bạn học những cái ngành mà nó rất là được ưu ái, ví dụ như là kỹ thuật này, rồi kinh tế, rồi y học vân vân, thì cái việc xin được học bổng các bạn, nếu như mà các bạn học học thật là giỏi thì sẽ, mình nghĩ là sẽ không khó khăn lắm. Và tất nhiên thì một lần nữa mình nhấn mạnh là để xin học bổng thì các bạn sẽ phải có một cái thành tích học tập thật là tốt nhá. Bởi vậy nên là các bạn hãy dành một cái thời gian nhất định để các bạn đầu tư cho việc học, và các bạn sẽ thấy là sau này thì cái đầu tư của mình nó sẽ được đền đáp. Và hãy cởi mở, hãy đi ra ngoài, hãy tham dự những cái hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng có rất là nhiều ở trong trường của bạn. Các bạn hãy tìm hiểu ở trong chính ngôi trường mình đang học. Và một câu hỏi nữa có rất nhiều bạn hỏi mình, đó chính là việc chọn ngành. Mình nên chọn ngành gì để mà học xong dễ xin được việc làm? Thật sự đó là một cái câu hỏi mà rất là khó để trả lời. Bởi vì cái cơ hội để các bạn nhận được việc làm sau khi tốt nghiệp nó còn tùy thuộc vào cái năng lực của các bạn, cái kinh nghiệm của các bạn đó, và cái kỹ năng mềm của các bạn. Thực sự thì cái ngành mà có thể nói là hot ở bên Đức, các bạn cũng có thể tìm hiểu và biết, đó là ngành kỹ thuật. Đức rất là mạnh về ngành kỹ thuật ô tô, rồi kỹ thuật máy móc, những cái, nói chung là những cái ngành về tự nhiên đó, thì sẽ là một cái thế mạnh, có nhiều cơ hội cho các bạn về nghề nghiệp. Một cái lời khuyên mà mình có thể đưa ra các bạn đó chính là việc các bạn hãy suy nghĩ xem là thế mạnh của mình là nằm ở đâu. Cái điều đó rất là quan trọng. Các bạn thích cái gì thì các bạn mới có một cái động lực để mà các bạn theo đuổi nó đến cùng. Còn nếu như các bạn chỉ lựa chọn theo số đông thì có thể đến một thời điểm nào đó các bạn nhận ra rằng ồ, nó không phải là một cái con đường phù hợp với mình. Và lúc đó thì các bạn quay lại thì mình đã cảm thấy là mình mất rất là nhiều thời gian và công sức rồi mà nó không mang đến cái thành quả như mình mong muốn. Thế nên là thay vì hỏi xem là mình nên học cái gì thì các bạn hãy hỏi xem là mình thích cái gì. Như mình thì mình xác định ngay từ khi mình bắt đầu học tiếng Đức đó là mình sẽ trở thành một giáo viên dạy tiếng Đức. Và từ đó cho bây giờ mình vẫn kiên định với cả cái con đường, cái sự lựa chọn của mình. Có thể cái thời điểm đó mọi người nghĩ rằng học tiếng Đức để làm gì, tiếng Đức thì đâu có ai dùng đâu, làm sao mà xin được việc, vân vân. Rồi thì khi mà sang đến Đức rồi thì người ta sẽ nghĩ là học tiếng Đức thì làm sao mà có thể ở lại Đức được, chỉ có thể về Việt Nam để dạy thôi. Tuy nhiên thì những cái điều mà người khác nói thì mình không có quan tâm nhiều, mà mình chỉ tập trung vào cái công việc hiện tại của mình và những cái gì mình đang làm. Cái gì mình làm tốt nhất có thể. Sau khi mà mình tốt nghiệp thạc sĩ về nghiên cứu về quản lý giáo dục, mình tốt nghiệp vào năm ngoái, tháng 4 năm ngoái, thì mình đang làm việc, đang dạy tiếng Đức tại một trường
công lập ở bên này. Và khoảng một năm nữa thì mình sẽ có thể nhận được thẻ cư trú vô thời hạn. Và như mình tìm hiểu thì hiện tại thì mình hoàn toàn có điều kiện, đủ điều kiện để mình xin được quốc tịch Đức. Cái câu hỏi là mình có muốn hay không mà thôi. Thì mình chỉ nói ra để các bạn thấy được rằng mỗi người đều có một cái thế mạnh riêng của mình. Mỗi người sẽ có một cái sự lựa chọn của mình. Và chỉ có mình biết là mình cái gì phù hợp nhất với mình mà thôi. Chứ mình không nên so sánh và nghe ngóng quá nhiều từ phía bên ngoài. Và đôi khi là nó không phải là con đường phù hợp cho các bạn. Và các bạn hãy cứ lựa chọn, tìm hiểu, mình tham khảo. Tuy nhiên là mình tham khảo có chọn lọc. Và mình tìm hiểu để mà mình có thể đưa ra cho mình một cái sự lựa chọn phù hợp nhất với chính bản thân mình. Có những bạn hỏi mình về việc đổi ngành học ở Đức. Tức là ở Việt Nam các bạn học một ngành khác và sang Đức các bạn học một ngành khác có được hay không? Thì thực sự là theo quy định thì là không. Thực sự như là theo mình tìm hiểu từ bạn bè của mình thì cũng có một số trường dự bị cho phép các bạn đổi ngành học. Tuy nhiên thì mình theo mình tìm hiểu thì không có một cái thông tin nào chính thức về việc này cả. Đối với bản thân mình thì mình học GEA course là cái nhóm ngành dành cho những sinh viên muốn học về ngôn ngữ, về xã hội học, vân vân. Thì các bạn chọn học GEA course, ví dụ như là ở Việt Nam các bạn học về ngôn ngữ thì các bạn hãy cứ xin Zulassung của một trường về ngôn ngữ, chuyên ngành ngôn ngữ ở bên Đức. Và sau khi mà các bạn học dự bị rồi thì với cái bằng dự bị các bạn có thể ứng tuyển vào một cái ngành khác nhưng mà nó cũng thuộc cái khối kia course đó, ví dụ như là học ngành truyền thông chẳng hạn, Medien hoặc là Kommunikationswissenschaft, ngành truyền thông, rồi ngành báo chí, vân vân. Tức là nó liên quan đến cả cái khối mà các bạn đã học trong dự bị. Thông thường dự bị nó chia ra thành GEA course nhá, như đã nói về ngôn ngữ, về xã hội học, M course là về liên quan đến y khoa, rồi sinh học vân vân, rồi T course là liên quan đến kỹ thuật, về cái ngành hội họa đó. Còn V course là liên quan đến kinh tế, các bạn muốn học về kinh tế PVE vân vân các bạn sẽ học V course. Các bạn có thể tìm hiểu cái điều này nhiều hơn nhé ở trên trang web của DAT. Thì nếu như mà mình đã nói với các bạn, nếu các bạn chuyển trong cùng một nhóm ngành, tức là khi mà các bạn đã sang Đức rồi, ở Việt Nam thì chắc chắn người ta sẽ nói với các bạn là không được. Thế nhưng khi các bạn đã học xong dự bị các bạn ở bên Đức thì cái điều quan trọng là cái trường mà các bạn, trường đại học mà các bạn nó ứng tuyển, họ có nhận bạn hay không. Đó, cái điều quan trọng là như vậy. Và có một điều nữa mà chắc chắn là các bạn sẽ rất quan tâm, đó chính là việc tìm việc làm sau khi tốt nghiệp tại Đức. Theo như quy định thì chúng ta có 18 tháng sau khi tốt nghiệp để ở lại Đức tìm việc làm. Khi đó thì các bạn sẽ được cấp visa, một cái thẻ cư trú để tìm việc làm. Và trong cái khoảng thời gian đó thì các bạn có thể làm bất cứ một công việc gì để kiếm được tiền. Và sau khi mà trong khoảng thời gian đó, nếu như mà các bạn có một cái công việc thứ nhất là phù hợp với các cái bằng cấp của các bạn, ví dụ như mình nói là mình học về ngành giáo dục, tuy nhiên mình lại xin được một công việc liên quan đến việc bồi bàn chẳng hạn, thì như thế gọi là nó không phù hợp với cả cái bằng cấp của các bạn thì nó cũng không được chấp nhận. Cái công việc đó các bạn chỉ có thể làm trong vòng 18 tháng các bạn được cho phép để tìm việc mà thôi. Nếu như mà các bạn sau khoảng một thời gian đó, có những bạn chưa cần đến 18 tháng có thể tìm được việc, thì các bạn sẽ chuyển cái visa sang cái visa làm việc. Và nếu như mà từ cái thời điểm mà các bạn bắt đầu cái công việc phù hợp với cả cái bằng cấp của mình, thì sau đó khoảng 2 năm tức là 24 tháng các bạn đóng tiền thuế và các bạn đóng tiền bảo hiểm hưu, thì các bạn sẽ được có quyền được xin cấp một cái gọi là thẻ cư trú vô thời hạn. Thẻ cư trú vô thời hạn đó. Thì đó là một cái quyền của chúng ta khi mà chúng ta tốt nghiệp đại học tại Đức. Tuy nhiên thì một cái câu hỏi rất là to trước đó là các bạn phải trả lời cho mình, đó là làm thế nào để có thể tìm được việc ở Đức. Thực sự nó là cái điều
không hề dễ dàng. Có thể có những đối với các bạn nào đó thì nó dễ dàng, những bạn thì không không dễ dàng một chút nào, rất là khó khăn. Có những bạn thì hoàn toàn là không có cơ hội, rất là thất bại. Và mình nghĩ là mỗi người ở đây sẽ có một cái câu chuyện khác nhau để mà kể. Còn đối với bản thân mình, từ cá nhân mình thì mình có thể đúc kết một điều, đó là khi mà còn là sinh viên, các bạn xin thực tập, các bạn có thể xin thực tập ở những cái công ty tương đối là hoành tráng, có tên tuổi. Tuy nhiên thì thực tập là một việc, còn có thể xin được một cái công việc ổn định ở đó hay không, đó là một việc khác. Và thông thường thì những các bạn mà tốt nghiệp mà có bằng cấp được cấp bởi những cái trường đại học ở Đức thì sẽ được có nhiều cái lợi thế hơn, có nhiều cái lợi thế hơn. Bởi vậy nên là đối với những bạn mà chỉ sang Đức học master bằng tiếng Anh mà thôi, thì cái cơ hội để bạn tìm được việc nó khá là khó. Không phải là không thể, tuy nhiên thì nó sẽ khó hơn so với khi mà các bạn học bằng tiếng Đức, chỉ là học từ dự bị hay là học từ cử nhân ở bên Đức. Và cái yếu tố quan trọng để giúp các bạn có thể tìm được việc đó chính là, thứ nhất là các bạn hãy chủ động trong việc tìm việc. Các bạn không thể ngồi đó để mà chờ người ta đến với mình. Các bạn hãy chủ động tìm thông tin, hỏi bạn bè của mình, xem trên mạng, rồi tìm kiếm thông tin ở những cái công ty lớn chẳng hạn. Thì biết đâu đấy các bạn sẽ có một cái cơ hội nào đó cho mình. Thứ hai nữa đó chính là việc các bạn có một cái thành tích học tập nó khá là tốt để mà có thể tạo ấn tượng đối với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên thì điểm cao không phải là tất cả, mà họ còn quan tâm đến cái kinh nghiệm nghề nghiệp của các bạn, bằng những cái thực tập của các bạn, bằng những cái kỹ năng của các bạn đó, cái khả năng giao tiếp của các bạn. Cái điều này thì họ có thể kiểm tra được khi mà họ phỏng vấn mình. Có những bạn học rất là giỏi, kiến thức rất là tốt, tuy nhiên thì cái kỹ năng giao tiếp thì vẫn còn kém, thì nó cũng là một cái hạn chế trong việc tìm việc. Thế nên là lời khuyên của mình cho các bạn đó chính là khi mà các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn hãy tham gia những cái lớp học kỹ năng mềm, ví dụ như là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng phỏng vấn xin việc, kỹ năng làm hồ sơ xin việc. Trường nào cũng sẽ có những cái khóa học ngắn hạn để giúp cho các bạn có thể phát triển cũng như là hoàn thiện cái kỹ năng mềm của mình. Và các bạn hãy đừng chần chừ mà tham dự những cái khóa học đó nhé. Rồi mình hy vọng rằng qua video lần này thì các bạn sẽ có một cái nhìn bao quát về việc du học Đức. Những cái thông tin cần thiết mà các bạn cần phải tìm hiểu trước khi đi du học cũng đã được giải đáp trong video lần này. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy cho mình biết ở dưới phần comment video phía dưới nhé. Các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của mình để có thể nhận được những video bài học cũng như là những vlog chia sẻ kinh nghiệm một cách sớm nhất nhé. Và ngoài ra trang Facebook của mình cũng là một nơi để các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn nữa những cái tài liệu học tiếng Đức hữu ích khác. Các bạn đừng bỏ qua nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tschüss, bis bald!